Em xin chào tất cả các anh, các chị, cô giáo đến từ trung tâm ngoại ngữ Phương Lan. Em tên là Phạm Văn Phúc, từ nhóm 3. Sáng nay nhóm em đã thực hiện những các kỹ năng sinh tồn quan trọng. Và buổi trưa nay em xin giới thiệu những món ăn mà em đã chuẩn bị sau đây. Em đã chuẩn bị hay nhóm em chuẩn bị? Nhóm em chuẩn bị sau đây ạ. Đây là món ăn xôi từ gà. Món thứ hai là món thịt nướng BBQ. Món thứ ba là bánh mì nướng kiểu Pháp. Món thứ tư sẽ là